Tiểu thuyết Marianne và Dòng Nguyệt Quế Lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7, Một đêm của quỷ. Khi Jason Crassus và Sullivan đến nơi hẹn, cũng vẫn là góc khuất và gần đền thờ Kirishi Alibasa. Trước kia, thổ phỉ Theodoros đã giúp Marianne bất tỉnh cập bến. Trời tối, mặc dù có những ngọn đèn bắt bộ bằng sắt tay, nên họ không thấy ngay Greg O'Flaherty và người của anh. Một ngọn gió mạnh quét sạch bờ biển, tung những gói cát và biển ùa vào, mang theo những cuộn nước gầm thét tung đầy bùn trắng xóa bọt vào đêm. Đó là lúc gần rạng sáng, đêm mờ mịt hơn và dai dẳng hơn. Như thế, với tất cả sức mạnh đen tối của mình, đêm tìm cách bám vào đất để chống cự sự tấn công của ánh sáng. Ba người đến trễ hơn 4 giờ, sự chuẩn bị lên đường dài hơn họ nghĩ, vì Rashid bị nhốt trong một hầm rượu do người chủ lơ đãng đã tạm thời biến mất. Hơn nữa, trên 2 dặm đường cách Bebek và Galata, nhóm người đã bị cảnh sát thổ chặn lại nhiều lần để tìm một người bỏ trốn. Một tên khôn đã 3 lần gây rắc rối trong 3 ngôi đền khác nhau. Bãi biển hoang vắng và đen tối đến nỗi trong phút chốc, ba người tưởng chỉ có một mình. Jason bất bình, chửi thề trong gió mà không lo bị nghe thấy. Có lẽ họ nghĩ rằng cơn bão này khiến tàu không thể ra khơi. Jolivan nói bâng quơ, trừ khi họ cho là cuộc hẹn được hoãn lại. Họ không tin, cũng không nghĩ. Jason cào nhào. Còn gì con tàu, đó là các thủy thủ. Tôi tưởng tượng thế. Hơn nữa, tôi chắc rằng họ ở công xa. Tôi biết O'Flaherty. Những tiếng chửi thề của anh chắc đã đủ. Nhưng để bảo đảm hơn, anh quýt sáo 3 lần theo một kiểu cách nào đó. Và một lát sau, một tiếng trả lời giống hệt đến với anh. Gần như ngay lập tức, Greg O'Flaherty và người của anh xuất hiện là những cái bóng đen có đôi mắt cúp biển, quen với cao bẩn tệ hại như của đại dương, hiện ra rất rõ dù trong đêm tối. Đội mà người ấy Nhi Lan đã tuyển chắc không thuộc về đội thủy thủ ưu tú quốc tế. Đó là 2 người ở trên, một người xứ Mant, một người Hy Lạp, một người Albany và 2 người xứ Georgia mà Greg đã lén lút thu nhận từ thủy thủ đoàn của ông bạn Mamoulian. Nhưng nói chung có vẻ lực lưỡng và có vẻ mặt chấp nhận được với con mắt nghiêm khắc của Jason. Dù sao các vị cũng có mặt, Greg cào nhào thay vì đón chào. Chúng tôi bắt đầu tuyệt vọng. Tôi hiểu điều đó, Jason dặn lại khô khan. Nhiều giờ không uống gì thật quá dài. Cậu ở đâu, O'Flaherty? Cậu có tìm thấy một quán rượu còn mở cửa không? Trong bông một địa điểm thánh thiện, người Ai Nhi Lan cào nhào và chỉ hình dáng mơ hồ của một tu viện nhỏ của các thầy tu Hồi giáo, tạo một vệt trắng mờ trong khôi đen của đền thờ. Các vị có lẽ không chú ý, nhưng có một ngọn gió làm trọc cả rễ cây sồi. Là như thế khi người ta đứng trên bãi biển. Cậu có một con tàu chứ? Có, nó cũng được che chắn ở đó, trên bãi biển, trong cái lều đánh cá mà có lẽ các vị thấy. Bây giờ nếu tôi được cho phép nói một lời khuyên, phải chạy nhanh nếu muốn lên tàu vào lúc trời sáng. Sắp sáng rồi. Đi nào, mang tàu ra. Nhanh nhẹn trong khi mọi người chạy đến lều, Jason quay về phía Sullivan và như thường lệ, đột ngột và nồng ấm khiến anh chiếm trái tim người ta rất dễ dàng. Anh nắm hai tay ông và siết chặt. Chúng ta chia tay nhau ở đây. Từ giả ông bạn, hãy trông chừng cô ấy. Tôi giao cô ấy cho ông thêm một lần nữa. Tôi chỉ làm chuyện đó. Tự tức cào nhào và cố gắng kiềm chế một cảm giác khó chịu về tai họa đang lơ lửng. Hãy chăm sóc cho chính mình, Beaufort. Một cuộc chiến tranh không bao giờ nghỉ ngơi được đâu. Đừng sợ, tôi là người không thể phá hủy được. Hãy trông chừng đứa bé, tình yêu của người mẹ dành cho nó còn mới quá và rất mong manh hình như vậy. Có lẽ tôi không lo được cho nó một thời gian dài. Đôi tay của tướng cướp biển rất nóng, mạnh mẽ và chắc chắn. Lập tức Sullivan đáp lại cử chỉ thân ái của anh hơi hối hận. Tuy nhiên, vì hơi phá hỏng nó, bây giờ ông tiếc. Trước mặt chàng trai sẵn sàng xử sự như một người cha với con trai của kẻ khác mà lại không nói hết sự thật với anh. Đương nhiên hoàng thân Corrado đã đồng ý với ông là không để lộ lý lịch thật sự của chàng. Nhưng phút giây này, Sullivan tiếc
Vì đương nhiên Jason chờ đợi đến lúc Marianne khi đặt chân lên đất Mỹ cùng đi với cậu bé Sebastiano, và anh không thích chuyện khác đi. Trong khi các thủy thủ dưới sự điều động của Crest đưa tàu xuống một chiếc thuyền KX dài, chắc chắn và có thể bay trên nước, Tử Tước bỗng nhiên quyết định. Có điều gì đó mà tôi muốn nói với ông liên quan đến việc đứa bé ra đời. Điều gì đó mà tôi do dự khi cho ông biết vì tôi thấy mình không có quyền. Nhưng giây phút này có gì đặc biệt để ông quyết định dán lên một bí mật không thuộc về mình. Và có lẽ tôi đã biết rằng ông... Tướng cướp biển bật cười, bàn tay lớn của anh hạ xuống vai của Sullivan đột ngột và an toàn. Có lẽ tôi ít ngốc nghếch hơn ông và Marianne không vui khi tưởng tượng điều đó, ông bạn. Vậy hãy làm quà với chính ông. Ông đã không tiết lộ gì hết vì ông không có gì để nói. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định áp đặt tên họ mình cho hoàng thân Santana nhỏ. Bây giờ, xin tự giá. Thình lình ra xong kéo Sullivan vào người, hôn lên hai má ông. Hãy cho cô ấy hai chiếc hôn và nói lại với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, anh nói và rời xa. Rồi anh chạy đến gặp người của mình đã đưa con tàu xuống nước rất khó khăn. Biển dường như muốn kháng cự lại chuyện lên con tàu liều lĩnh đó, chống lại những đợt bọt sóng trào. Sullivan có thể thấy những hình dáng lẫn lộn của mọi người đã xao động và tìm trong trí nhớ của mình những lời cầu nguyện muộn màng. Nhưng thình lình, có một tiếng reo đắc thắng và Sullivan không còn thấy gì nữa. Dù sao cũng xong rồi, một giọng xa xăm la bằng tiếng Ý, nhưng đúng là đêm của quỷ. Còn lại một mình trên bãi biển, Sullivan run rẩy. Một đêm của quỷ, có lẽ chiếc thuyền KX đã biến mất. Như thế cái mỏm đen to lớn của biển giống như một con quái vật quỷ ám nào đó, hình lình nuốt chửng nó. Người ta không còn nghe gì ngoài tiếng động cuồng nổ của sóng dội và tiếng gầm gừ của gió. Chiếc thuyền con táo bạo có còn sống sót không? Không thể thoát khỏi nỗi lo âu siết chặt mình. Sullivan nâng một cách máy móc chiếc cổ áo choàng và ngước lên phía ba cây ngô đồng trũi lá, nơi buộc đàn ngựa đã đưa họ đến từ Bê Bách. Ông không hề muốn trở về. Giá lại, để làm gì? Maria sẽ tấn công ông bằng những câu hỏi mà ông không thể trả lời, vì ông không thể biết vào giây phút này chiếc thuyền KX đã mất xác. Trong cơn lặng gió, ông nghe đồng hồ của một trong những nhà thờ Pera gõ 5 giờ, và điều đó cho ông một ý nghĩ. Sư quan Pháp không xa và nhà nguyện của tu viện xưa dòng Franciscan có một tháp chuông. Tình trạng tệ hại, nhưng từ đó có tầm nhìn trải dài trên vịnh Bosphor và sừng vàng. Ngay cả khi trời sáng, có thể từ trên đó thấy chiếc tàu phù thủy ra sao, và có lẽ nhóm liều lĩnh đã chiếm được nó. Để ngựa của mình buộc ở cây ngô đồng, vì tiếng động của vó ngựa sẽ đánh thức cả khu phố qua quan vắng vào giờ này trong buổi sáng mùa đông. Sullivan chạy về cung điện Pháp. Khi đã đánh thức người gác cổng, không khó khăn gì, ông bảo người này mở cửa cho mình. Anh chàng nhìn người chơi cờ với đức ngài đại sư một cách tôn kính, và dù không thấy ông từ lâu, ông Tử Tước de Sullivan được đón tiếp rất vinh dự, đúng với đẳng cấp của mình. Ngược lại, ông kho nhọc để yêu cầu đừng đánh thức La Tour-Maubourg. Tội nang lại trễ ở đầu giường một người bạn bị bệnh sắp chết, ông tuyên bố với anh chàng không có nhà thờ nào mở cửa, và tuy nhiên tôi muốn cầu nguyện cho linh hồn ông ấy đang gặp nguy hiểm. Đừng đánh thức đức ngài, tôi sẽ gặp ông ấy sau. Lúc này tôi muốn ở một mình trong nhà nguyện và cầu nguyện. Cầu nôi dôi lớn này trôi chảy như một ly rượu vang lâu năm. Sullivan biết mình phải làm gì. Là người Bretan thực thụ, cô năng, người gác cổng của ông đại sư trỏ ra sùng đạo thành kính và không quen với những ngày tháng trên đất Hồi giáo. Cho nên anh ngạc nhiên một cách dễ chịu khi khám phá tình cảm cao thượng ở người bạn của ông chú. Tình bạn là một điều rất đẹp và lòng kính sợ Chúa còn đẹp hơn nữa. Anh chàng tuyên bố rất trịnh trọng, nếu ông Tử Tước cho phép, tôi sẽ niệm đổ chục tràng chuỗi hạt cho bạn ông. Bây giờ nhà nguyện vẫn luôn mở cửa. Ông Tử Tước chỉ cần đến đó, có nến và một hộp quạt mái ở lối vào. Ông Tử Tước sẽ thấy như ở nhà mình. Đó là tất cả những gì Sullivan mong muốn, hơi ngượng ngùng vì dần hào quang mà ông thấy hiện ra trong ánh mắt của người gác cổng đã đặt lên đầu ông.
Tử tước cảm ơn nồng nhiệt, củng cố sự đánh giá của anh chàng bằng một món quà kín đáo là một đồng tiền vàng và lao vào cổng vòng cung của hàng rào cổ để đến nhà Nguyễn. Cánh cửa hơi kéo kẹt khi ông mở ra và ông thấy mùi quen thuộc của sáp nguội, hương trầm và gỗ đánh bóng kỹ. Thật vậy, cô nàng tốt bụng để chống chọi với chữ phản đạo chăm sóc rất cảm động nhà Nguyễn của mình. Tìm được nến, thắp lên chiếc hộp quạt mái để người gác cổng có thể thấy những chiếc cửa kính màu được soi sáng. Chỉ mất chút ít thời gian và chẳng bao lâu Sullivan lao vào cầu thang hẹp xoắn ốc, mở ra gần cửa vào, leo hai bậc một với nhiệt tình của một thanh niên. Ông biết ở đâu có thể tìm thấy gần chuông và dụng cụ có lợi ích lớn cho ý định của mình, một ống nhòm dài. Nhờ đó ông đại sư trông chừng động thai của cảng và nhân dịp biết động thai của đồng nghiệp và láng giềng của ông đại sư Anh còn thu thường lệ nhất. Tháp chuông không cao lắm, nhưng độ cao của nó đủ để vào ban ngày. Đương nhiên rồi, người ta không bỏ mất những chuyện xảy ra trong vùng lân cận của tháp con gái. Mặt khác thì Sullivan hơi hổn hển lên đến đỉnh. Đêm bắt đầu nhường bước, một dải sáng hơn lộ ra sau những ngọn đồi Skutari, như thể bầu trời chấm rái nhạt màu đi. Trong chốc lát, eo biển sẽ được trông thấy, nhưng người ta còn chưa đến mức đó. Tựa lưng vào tường, Sullivan cầm ống nhòm trong tay, cố gắng chờ không quá nôn nóng, nghĩ rằng ban ngày quá lười biếng vào buổi sáng hôm đó. Dần dần, như một cảnh trí sân khấu mà tấm màn từ từ vén lên vô cùng chậm chạp, ngã tư Bosworth và sừng vàng đã ra khỏi bóng tối và bắt đầu vẽ lên những đường viền. Nó xuất hiện trong màn xám đồng phục của buổi sáng sớm, liên kết với bầu trời có những đám mây bay lượn nhanh bị gió cuốn, và biển phật lông tơ của sương mù như những đám mây ẩm ướt. Bỗng nhiên Sullivan nắm chặt chiếc ống nhòm và reo mừng, đặt nó vào trong mắt. Đằng kia, gần một công sở nhỏ bằng gỗ trên những phế tích của ngọn tháp, chiếc phù thủy đã gương những cánh buồm thấp. Buồm mối đã căng phòng rồi bồ sắc mối nhỏ vì gió bão ngăn cản căng hết buồm. Họ đã thành công. Sullivan mừng rối rít, họ lên đường. Thật vậy, trong bóng mờ xám xịt, chốc chốc, cảng trong mà sáng hơn. Chiếc tàu bơm rẽ một cái chuyên dáng như một bông ma, như một con chim khổng lồ để bắt gió về biển khơi. Tuy nhiên sự liều lĩnh đó chắc đã bị phát hiện, vì Sullivan nghe đại bác nổ, trong khi một luồng khói phun ra từ công sự có vẻ như người hút tẩu thuốc cào nhào. Nhưng phát súng không trúng đích và quá yếu, không trúng chiếc phù thủy đã ra khơi và khinh miệt những nỗ lực sổ càn của đội phòng thủ, cũng như những đợt sóng khắc nghiệt nực dở ngăn chặn yếu ớt phóng đi đầy vẻ vang về phía biển Marmara và về phía tự do, trong khi lá cờ đầy sao của Hoa Kỳ được kéo lên như một thách thức với cột buồm lái. Trong chốc lát, Akajus mắt nhòa lệ vì xúc động, tiếp tục dõi theo định khe khẽ hát một bài thánh ca ân phước, thì bỗng nhiên là thảm kịch. Biển hình như tua tố bồm ra khỏi đằng sau những hòn đảo các hoàng tử, những kim tự tháp bùm trắng xuất hiện theo thứ tự. Một trận chiến đó không phải là những chiếc tàu Chebec hay tàu ba buồm, không có chiếc tàu nào cũ kỹ dù có ưu điểm về hàng hải giữ lại vẻ thảm não. Đó là những chiếc tàu lớn hiện đại có đầy đủ vũ khí đáng gờm. Sullivan nhận ra chúng và chửi thề khủng khiếp: một chiếc tàu phòng thủ, hai chiếc tàu chiến và ba tàu hộ tống. Hạm đội của đề đốc Maxwell điềm tĩnh vì quá hùng mạnh, tự tin về chính mình, vừa chậm chậm chăn đường ra sông sẽ làm gì khi một mình đối mặt với sáu chiếc tàu mà chiếc yếu nhất cũng trang bị vũ khí nhiều hơn tàu của anh. Khi thấy chiếc tàu buông căng hết buồm dù trong thời tiết này có thể bị cuốn đi, Sullivan hiểu rằng người Mỹ muốn cố đi qua mặt tất cả. Anh có gió và những phẩm chất thủy thủ cho phép sử dụng bão lướt đi với mũi của kẻ thù hùng mạnh hơn, nhưng chạy kém nhanh hơn. Ông ấy điên rồi, một giọng nói bình lặng cất lên gần Sullivan. Phải là một thủy thủ gan lì để thử một cú như vậy, và sẽ đáng tiếc nơi tàu đi vào bờ, vì đó là một chiếc tàu kiêu hãnh.
gần như không ngạc nhiên, Sullivan thấy bên cạnh mình là bá tước Latour Maubourg, mặc áo ngủ và mũ ngủ, cầm một chiếc ống nhòm khác. Xem ra ông có một bộ sưu tập. Đó là một thủy thủ gai góc, ông khẳng định. Nhưng tôi sợ. Tôi cũng vậy, vì còn hơn thế nữa, hãy nhìn xem. Gió xoay chiều, à gan lì thật, thề của thanh ta được đây, thật không ai mang. Ông đại sứ có lý, thình lình những cánh bướm của chiếc phù thủy bắt đầu bay lượn trong gió, trong khi chiếc tàu bị cuốn trong gió lốc xoáy, gần như nằm rạp. Những chiếc tàu Anh sử dụng được ngọn gió chiều ngược lại, bây giờ đang tận dụng lợi thế trên những làn sóng trũng. Những lòng tàu đồ sổ màu đen có vẻ chồm lên, trong khi chính họ cũng dương buồm mới lên. Họ chuẩn bị tấn công chiếc tàu buồm, hiển nhiên ra sông sắp bị bắt. Trận chiến 1-6 đã thua trước, và tư cướp biển không còn sức sống cần thiết để thắng các đối thủ vì dẫn tốc và luồn qua kẻ tai họ. Chúa làm lành, Sullivan gầm lên, rít giữa hai hàm răng. Nhưng hạm lội Anh làm gì ở đó vào giờ này? Chúng tôi có bị phản bội không? Có ai đó báo trước cho họ không? Đôi mặt cận thị của ông đại sư nhìn tứ tướng, ngạc nhiên lớn. Báo trước điều gì? Và ông muốn nói đến sự phản bội nào, ông bạn? Đề đốc Maxwell đến Hắc Hải để tuần tra các hải cảng ở bờ Bắc. Hai chiếc tàu chiến hộ tống ông ta trong chuyến đi. Nhưng các tàu hộ tống chỉ đi đến cửa vào Bosphore. Là một chuyến tuần tra, một người Anh. Đại sư Pháp thở dài thật sâu, kêu theo một tràng ho. Ông trở nên đỏ mặt, rút ra một chiếc khăn tay lớn từ áo ngủ, phủ lên mặt, rồi cơn ho khi đã qua lại trở về dân đỏ mặt như thế. Cho tôi xin lỗi, tôi bị cảm mạo khủng khiếp. Nhưng ông nói gì? Ông bạn đang thương, chúng ta sống trong một thời kỳ mà chuyện không đáng ngạc nhiên trở thành của hiếm. Trong mọi chuyện, Canh nên ngự trị ở hậu cung và vua thổ chỉ tin ông ta. Nương nương mong ở sự trợ giúp của người Anh để thiết lập những cải cách mà bà mơ. Hơn nữa, bà hy vọng London giúp bà ký một hiệp ước với Sao Hoàng. Vậy chúng ta chỉ là những kẻ không được mong đợi. Tình bạn xưa đã chết, có thể sắp tới tôi sẽ xin giấy thông hành. Hoàng đế nhớ đến chúng tôi qua trễ. Ít mong muốn tranh luận về tình hình quốc tế, Sullivan tiếp tục lấy ống nhòm và reo lên vì ngạc nhiên. Chiếc phù thủy đã ra khỏi bước khó khăn, tàu sẽ ngang và bây giờ căng hết buồm, tàu chạy trốn trước người Anh, ngược lên Bosphore về hướng Hắc Hải. Những cánh buồm trên đầu càng lúc càng thấy rõ, lớn dần trong ống nhòm của Sullivan. Tôi có thể biết được điểm đầu tiên của chiếc tàu này không? Là tôi mong mua hỏi và tiếp tục theo dõi tiến triển của tàu bè. Charleston ở Bắc Carolina. Không phải hướng đó. Tôi tự hỏi thuyền trưởng của tàu hy vọng tìm gì trong bông tăng sang của chúng ta. Tuy nhiên tôi đồng ý rằng ông hoàn toàn có lý. Đó là một thủy thủ hoàn hảo. Tôi cũng tự hỏi như thế. Dù sao ông ấy cũng biết đó là đường cục. Đương nhiên ông ấy không có lựa chọn. Phải theo hướng đó hay vào tù và bị tịch thu tàu. Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy hy vọng đơn giản là tránh bầy chó săn Maxwell và sau này lại cố đi qua lần nữa thì do thuận lợi hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nhiên nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ đưa con tàu Mỹ hơi qua sức sửa. Tất cả những gì ông ta liều mang và bị băng bằng những khẩu đại bác của Rumeli Hesa. Chiếc phù thủy bây giờ lướt căng gió và hiển nhiên rằng không chỉ nó giữ khoảng cách giữa mình và các đối thủ mà còn tăng khoảng cách một cách rõ rệt. Hiển nhiên có hiểm nguy mới ở pháo đài cổ phòng thủ ở eo biển. Chà, là tuần mô bùa nói và xếp ống nhòm lại. Tàu có lẽ thoát. Bây giờ ông bạn tôi nói cho tôi biết ông đã ở đâu và vì sao tôi may mắn gặp ông trong tháp chuông của tôi. Như ông đại sư đang thương phải giữ lại câu hỏi khá lâu không được trả lời. Vì Sullivan chào thật nhanh và một câu xin lỗi bản thân vừa dối lao vào cầu thang mà ông leo xuống xích bị gãy cổ. Lao vào một thanh giữa bằng đá. Là tuồng mùa bùa cui xuống đột ngột đã xuất bước qua ông. Này, nhưng ông đi đâu vậy? Ông la lên. Đợi tôi với, tôi xuống đây. Ông cứ là Sullivan không còn nghe ông nữa. Băng qua cửa tu viện hết tốc lực của đôi chân. Ông xô phải cậu cô năng tử tế đang tiến đến để hỏi thăm tin tức về bài ai điêu của ông. Mở nhanh cánh cửa nặng nề và lao vào một đường hẻm có dốc đứng. Mà ông ào xuống như một dọc thang đến những cây ngô đồng nơi ông buộc ngựa.
và hét lên với một công nhân khuân vác đi ngang. Khuân gùi sống trên lưng hai con ngựa này, đưa chúng đến sứ quán Pháp và nói rằng chúng là của ông de Sullivan. Đây là tiền của cậu và cậu sẽ còn nhận số tiền tương tự thế. Một đồng bạc lớn bay trong không khí, rơi xuống đất vào bàn tay bẩn thỉu của anh chàng nọ, rồi thi hành ngay lệnh ông, hối hả vì sắp tăng gấp đôi món lợi bất ngờ. Tuy nhiên Sullivan lên ngựa của mình, leo dốc đúng đưa đến đường Viuquerque để trở về thật nhanh cung điện Humayunapat. Phải biết làm thế nào xa xong vượt qua những khâu đại bác ở lâu đài cổ và phải báo trước với Marian. Nếu rủi ro nàng thay chiếc tàu buôn của xa xong ngược về Bosphore, thay vì đi xuống, chắc sẽ khiến nàng lên cơn sốt. Khi đến Bê Bách, sau khi phi ngựa điên cuồng ưu tiên xuyên qua những cánh đồng vì tình trạng đường xá, ông ngạc nhiên vì sự tĩnh lặng ngữ trị quanh cơ ngơi của triệu hoàng bày. Bình thường có một sự sao động nào đó ở đình tả ra vào, nơi có những người đưa thư và những tin tức từ cảng, và nơi các tơi lượn lui để lo công việc. Nhưng sáng nay không có gì cả. Bình yên ngồi trên hòn kê lên ngựa, người gác cổng hút bình điếu giữa một nhóm nài ngựa và người hầu. Ở chuồng ngựa có vẻ cùng nói chuyện một lúc, nhóm này tuy nhiên cũng cùng lúc chào Sullivan. Và một trong những người nài ngựa đồng ý dắt cương khi tử tước, nhảy xuống ngựa, ném cho anh ta một cách sốt ruột. Ở bên trong cũng chính xác y như vậy, các tôi tơ tán gẫu với nhau, tụ tạo thành từng nhóm nhỏ. Và trong giường, những người làm giường ngồi trên xe đấu hay chống lên những chiếc bừa, dường như cũng tranh luận về những câu hỏi rất thú vị. Còn Osman, quản gia của Humayunapa, không thấy đâu cả, chắc họ đang đình công. Sullivan nghĩ rất bực bội, ngạc nhiên, dù sao khi thấy sắc tay Tây Âu hiếm hoi ngự trị trong một thế giới hoàn toàn không kiêng như thế giới Thổ Nhĩ Kỳ này. Nhưng nếu có đình công, đó là một vấn đề liên quan tới Triệu Hoàng Bay và Sullivan về phần ông có nhiều chuyện khác phải làm. Ông bắt đầu tìm Donna Lavinia để biết liệu Marianne đã dậy chưa và có thể vào chỗ nàng không. Nhưng ông hoài công gõ cửa đi gõ cửa lại ở phòng bà thị nữ chính. Không ai trả lời ông. Chuyện Donna Lavinia không ở trong phòng của mình không có gì đáng lo. Có lẽ bà ở bên cạnh bà chủ hay bận chăm sóc em bé, cho nên bị thúc đẩy bởi một linh cảm mà Sullivan nhẹ nhàng xịt đẩy cánh cửa câm lặng và liếc nhìn vào trong. Điều ông thấy khiến ông nhíu mày vì không chỉ căn phòng này ngăn nắp và không dành riêng cho ai như những căn phòng không có người ở, không có dấu hiệu có mặt nào, mà trên giường còn được dọn kỹ. Sau cùng chiếc nôi em bé đã biến mất. Càng lúc càng lo lắng, Sullivan không cần đi quanh xuyên qua hành lang có mái che, vội lao ra lối đi nối nơi ở của Donna Lavinia và phòng của bà chú và vào ngay chỗ của Marian như một khối đạn đại bác. Mặc chiếc áo ngủ buông xuống tận chân và khiến cho nàng có vẻ như người đàn bà áo trắng trong các huyền thoại Ái Nhĩ Lan, mái tóc dài của nàng chải xuống vai, chân trần, thiếu phụ đứng giữa phòng, siết vào người giật gì đó có vẻ như một tờ giấy. Từ đôi mắt mở to và chăm chú lạ kỳ, một xuôi lệ chảy xuống tận ngực, nhưng không có tiếng nấc nào làm co thắt cổ họng nàng. Nàng khóc như một dòng suối, như vẻ tuyệt vọng làm xé thắt trái tim của ông bạn già. Sau cùng, dưới những ngón chân trần của nàng, giật gì đó lấp lánh, giật gì đó màu xanh lục, giống như một con răng nhỏ bé và thần thoại. Nàng gần như giống như thánh mẫu đau đớn. Và Sullivan linh cảm rằng có một tai họa. Thật nhẹ nhàng nín hơi thở, ông đến gần thiếu phụ đang run rẩy. Marianne, ông thì thầm như thế, ông sợ tiếng động trong lời nói của mình làm nỗi đau của nàng trầm trọng hơn. Cô bé của tôi, bà sao vậy? Không trả lời ông, bằng cử chỉ cứng đờ như người máy, nàng chìa cho ông tờ giấy mà nàng siết vào người. Ông đọc đi, nàng chỉ nói vậy và nước mắt không ngừng tuôn phút giây nào. Mở tờ giấy nhào nát bằng một cử chỉ máy móc, Sullivan đưa mắt nhìn và thấy rằng đó là một bức thư. Thưa phu nhân, hoàng thân Satana viết, như tôi đã bắt đầu nói với nàng, tối nay khi chúng ta đã ngừng ngang là tôi vô cùng biết ơn nàng về dinh dữ tuyệt vời mà nàng đã hoàn thành cuộc hôn ước nối kết nàng và tôi. Và tôi không bao giờ nói hết được lòng biết ơn sâu sắc mà tôi giữ mãi về nàng. Bây giờ đến lượt tôi giữ lời hứa của mình. Tôi đã nói với nàng
Nàng được tự do, hoàn toàn tự do và còn tự do hơn khi nàng vui lòng đến Florence, nơi những người được ủy quyền của tôi, ông Lombardi và ông Fosco Grasselli sẽ nhận lệnh cần thiết để hoàn thành ước muốn của nàng một cách tốt nhất. Tôi mang con trai của mình đi ngay tối nay để không áp đặt cho nàng lâu hơn nữa sự cận kề mà theo như người ta nói rất khổ sở với nàng hơn tôi tưởng. Xa bé và xa tôi, nàng sẽ hồi phục nhanh hơn và nàng sẽ quên nhanh. Tôi không thể chúc nàng điều đó, mà cùng với năm tháng có lẽ sẽ trở nên một sự cô khó chịu mà nàng bớt nhớ về nó. Nếu có bao giờ chuyển khác đi, nếu một ngày nàng mong gặp lại người mà nàng sinh ra trên đời, hãy biết rằng không có thứ gì, không ai có thể ngăn nàng làm mẹ nó, một người mẹ mà nó sẽ học phải yêu quý hoài niệm. Ngay cả khi nàng mang một cái tên khác, nàng vẫn là công nương Santana trong tim của đứa bé, cũng như trong hoài niệm của người vẫn luôn muốn là bạn của nàng, chồng của nàng trước Chúa và đầy tớ trung thành của nàng, Corrado, hoàng thân Santana. Đọc xong, Jolivan đưa mắt lên nhìn Marianne. Nàng luôn đứng ở nguyên chỗ với dáng vẻ của người mộng du đau đớn. Ông tưởng rằng khi thấy nàng biến thành tượng đức mẹ đau đớn là do chuyến đi của Sasson là nguyên nhân của nỗi đau lòng to lớn. Và đó lại là điều mà ông vừa sợ, lại vừa hy vọng. Đó là tình mẫu tử đã thức tỉnh đang đòi quyền của mình. Những dòng lệ đó không phải vì người tình vắng mặt mà tuôn chảy, là sự biến mất của đứa bé mới hôm qua còn bị ghét. Và tuy nhiên, trong vài giây đã ghi khắc hình sư tử trong tim của người mẹ. Rủi thai, không ai thông báo cho hoàng thân biết về chuyện đã xảy ra trong phòng và trong tim của thiếu phụ. Và tin rằng nỗi ác cảm của Marianne vẫn nguyên vẹn. Chàng đã thực hiện kế hoạch có lẽ được xây dựng từ lâu. Chàng đã mang đứa bé đến một nơi xa lạ. Không ngờ nỗi tuyệt vọng mà chàng để lại đằng sau. Tuy nhiên, để cố gắng xoa dịu nàng, Jolivan cố gắng xếp thư và đặt nó lên bàn. Tại sao bà khóc, cô bé? Không có gì trong bức thư này mà không phù hợp với điều bà mong muốn đó sao? Nàng nhìn ông và ông thấy một nỗi ngạc nhiên trong đôi mắt to màu xanh lục. Nhưng Arcadius, nàng nói thật khẽ, lẽ nào ông không hiểu sao? Ngài đã ra đi, tất cả bọn họ đều đã ra đi, và con trai tôi cùng đi với họ. Nàng rung như một chiếc lá trong gió. Lúc đó ông đến gần, quàng tay đưa nàng về giường. Làn da nàng lạnh giá. Cô bé, ông âu yếm trách, không phải bà mong ước như thế sao? Bà nhớ lại đi, bà đã muốn gặp lại Sasson, trở thành vợ của ông ấy, bắt đầu lại với ông ấy một cuộc sống khác, có những đứa con khác. Như thể nàng ra khỏi một giấc mơ, nàng đưa tay lên trán. Có lẽ dường như tôi đã muốn điều ấy và ngay cả chỉ điều ấy. Nhưng là trước đây, ông không tìm cách để khiến cho nàng nói rõ điều nàng muốn. Chỉ qua chữ đó, đúng vậy là trước đây, trước khi nàng ôm siết vào lòng cái tấm thân tí hon đó, một gói nhỏ mềm mại và êm ái của chiếc còng khẩn thiết đã siết lấy tay nàng như chiếm sở hữu. Chắc hoàng thân chưa ở xa, ông thử nói, bị nỗi đau này lôi cuốn, bà có muốn chúng ta thử đuổi theo ngài? Osman không biết chủ nhân đi đâu. Tôi đã cho gọi ông ấy khi thức dậy. Người ta đã đưa cho tôi bức thư kinh khủng này. Ông ta không biết mọi ý định của ngài và không bao giờ đặt câu hỏi. Jérôme Bay vắng mặt thường xuyên và thường rất dài. Để làm cho tôi vui lòng, ông ấy đã đinh cản để thử biết điều gì đó. Nhưng tôi không hy vọng lắm. Hoàng thân có lẽ đã ở trên biển xa. Với thời tiết này và với một đứa bé sơ sinh, tôi không nghĩ vậy. Vậy thì ngài ẩn nấp và tìm ngài là mất công vô ích. Vì ngài đã nói rõ với tôi, sau khi sinh, ngài sẽ biến mất với đứa bé. Ngài ấy đã giữ lời và tôi không có quyền trách ngài. Vậy không ai nói với ngài rằng tối hôm qua, cuối cùng bà đã chấp nhận đứa con của mình, mà không gặp lại ngài sau khi chúng tôi đi. Nếu tôi tin vào bức thư này, không, ôi Arcadius, tôi rất buồn vì tôi không thấy ai hết, ngay cả Dona Lavinia. Chắc tôi đã khóc suốt đêm. Càng lúc nàng càng run vì lạnh và căng thẳng. Nhanh nhẹn Sullivan đến lấy một chiếc ghế và một chiếc khăn sang lớn bằng cashmere đỏ mà Marianne yêu thích,
quàng vào nàng và tìm những đôi giày cho đôi chân trần của nàng. Thế nhưng khi cúi xuống, ông nhìn gần hơn điều mà lúc nãy ông cho rằng một con rắn lấp lánh, và Marianne chà đạp dưới chân kiểu như mẹ của Chúa đè bẹp đầu con quỷ. Thật sự đó là một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo và kim cương, và ông nhặt lên và đùa giỡn một lát trong tay mình. Đoán rằng đó là món quà cuối cùng của người chồng vương giá, ông không đặt câu hỏi nào hết. Nhưng Marianne giận dữ đột ngột, giật lấy món nữ trang và tức tối ném nó xuống giữa một chiếc bàn. Để mặc nó, đó là cái giá mà người ta trả cho tôi không muốn. Bà có điên không? Nhưng tâm trí hoàng thân không hề có ý nghĩa trả giá đâu. Tôi chắc chắn như vậy, vì còn gì nữa. Đối với ngài, tôi chỉ là một người điên, một người đàn bà để rao bán. Từ đó mà tưởng tượng về một gói đá quý thì ngài bù đắp dễ dàng sự mất con của tôi. Chỉ có một bước thôi. Ôi, tôi ghét hết bọn đàn ông. Họ chỉ biết áp đặt mù quáng ý chí điên rồ của họ, đánh nhau gây chiến tranh ngu ngốc và ùa đến đó. Như thể đó là một phần vui thú và không bận tâm đến những gì họ để lại đằng sau. Họ cần gì có con trai để rồi lại mở ra những diễn cảnh y như thế. Bình tĩnh nào Marianne, bà không thể làm lại thế giới và bà sẽ phát bệnh. Cần gì chứ, cần gì ngay cả nếu tôi chết, ai sẽ lo lắng chứ? Ngoài ông, có lẽ ra sông không đáng hơn những kẻ khác. Anh ấy đã dạy dỗ tôi xử tệ để đục tôi quên bổn phận và bổn phận của đất nước tôi. Anh ấy còn xử tệ với tôi hơn, như thể tôi là một trong những nô lệ ở đồn điền gia đình của mình. Và bây giờ anh ấy bỏ tôi lại đây, anh ấy bỏ rơi tôi để chạy về một cuộc chiến tranh còn chưa tuyên bố và có lẽ không xảy ra. Ông có tin rằng anh ấy lo về những giọt lệ của tôi, nỗi đau lòng của tôi, hay một cách tệ hại cách tôi thực hiện chuyến đi xa xăm này để gặp lại anh ta ở đầu bên kia thế giới? Ai nói rằng con tàu mang chúng ta đi không rơi vào tay bọn cướp như tên Kulugis? Nhưng trước những trận chiến mà anh ta thích mê, điều đó là nhỏ nhoi dưới mắt của Jean Beaufort. Lúc này anh ấy bơi lượn vui vẻ về châu Mỹ. Jolivan nắm được viên đạn đang bay. Đó là giải pháp để kéo Marianne ra khỏi sự trì trệ mà nàng đang dùng giấy. Ông biết qua rõ những cơn giận, nỗi tuyệt vọng và những cơn bốc hỏa nơi có dòng máu Ý và dòng máu Pháp cuốn nàng đi trong dòng máu Anh, để biết rằng mối nguy hiểm hiện tại của Sazon sẽ quét sạch ngay mọi hờn giận. Vì ngay cả giờ phút này, hoài niệm về tương cướp biển phải nhường chỗ ưu tiên cho sự lôi cuốn mới mẻ về đứa bé. Tình cảm của Marianne không hề thay đổi trong thời gian ngắn như thế. Nàng vẫn yêu anh và cơn giận này chỉ thêm một bằng chứng nữa. Một cách chua chẽ, điều đó làm tôi ngạc nhiên, ông nói. Và ngay cả tôi không giấu gì bà, ông ấy không bơi về phía châu Mỹ, tôi có thể nói ông ấy quay lưng với nơi đó. Như ông đã đoán trước, cơn giận của Marianne rơi xuống ngay như những cánh buồm của một chiếc tàu hạ xuống. Thay vào đó là nỗi lo âu thường lệ về cảm xúc mà nàng cảm thấy khi nghĩ về tình yêu khó khăn của mình. Nhưng ông không để nàng có thời gian đặt câu hỏi nào. Và nhanh chóng ông cho nàng biết về chuyện đã xảy ra bên tháp con gái. Ông vừa nói xong thì Marianne quên rằng nàng còn yếu và theo nguyên tắc không được quyền rời phòng. Lao ra ngoài và không cần cảm thấy sức lực nàng và lao về phía phòng tăng đua. Phòng không còn xa nữa, trong hành lang phủ kín, nàng cảm thấy mình yếu, chao đảo và sóc ngã nếu Sullivan không lao theo nàng ở đó để nâng nàng lên. Đừng ngốc nghếch để tôi đưa bà về phòng. Nhưng nàng nhìn ông thản thốt, nếu ông không đưa tôi đến ngay phòng tăng đua, cả đời tôi cũng không bao giờ gặp lại ông nữa. Phải thực hiện chuyện đó. Nửa nâng, nửa ấm nàng, Akavis tội nghiệp đưa được Marianne đến đài quan sát yêu thích của nàng. Họ đến đúng lúc để thay chiếc phù thủy, căng hết buồm lướt qua, nhẹ như một cánh hải âu trước cửa rào mã vàng của cung điện. Chúa ơi, Marianne rên rỉ, nếu đại bác lại băng, nó sẽ thảm sát. Hãy nhìn những ngọn tháp của Rumeli hết xa. Có hàng đống lính ở lỗ châu Mai. Nếu chỉ có, Jolivan bắt đầu nói, ông không kết thúc câu, ở cột buồm của chiếc tàu. Chính xác như thế, Sason đã đoán được ý nghĩ của nàng. Lá cờ đầy sao sức sượt được nhanh chóng kéo xuống. Một thoáng sau, một lá cờ khác thay thế nó và chậm chậm được kéo lên.
Nhẹ nhõm vô cùng, Marijan và Sullivan nhận được con sư tử và chữ T rực lửa mà trong suốt những ngày chiếc phù thủy lưu trú trong cảng đã bảo vệ nó. Ca ngợi Chúa, Marijan thở phào và buông mình trên những chiếc gối. Anh ấy đã sáng suốt hạ lòng kiêu hãnh của mình xuống chân và làm điều duy nhất có thể cứu được mình khỏi đại bác thổ. Tuy nhiên, đại bác vẫn băng, nhưng chỉ là chiến thúng chào thân ái chiếc tàu của Tuyệt Răng Bay và những lỗ trong mai xưa của mê mét người chinh phục, những luồng khói động viên như những chiếc khăn tay vẫy trên những bàn tay thân thiện. Chiếc phù thủy bây giờ đã xa, chẳng bao lâu nó biến mất trong sương mù trong những chiếc tàu của đề đốc Maxwell xuất hiện, nhưng không có vẻ đuổi theo nó. Thở phào nhẹ nhõm, Sullivan đến một chiếc bàn nhỏ, cô để một bộ đồ pha cà phê và hai chiếc lọ. Ông đổ đầy ly rượu raki và uống một hơi. Vậy thì ông thở dài và chùi bộ rìm em thủy thủ của Sazon Kali khi cho rằng đêm trước là một đêm có quỷ. Dù sao buổi sáng tràn ngập cảm xúc, bây giờ chúng ta làm gì đây? Tôi tưởng tượng rằng cuối cùng bà cũng đồng ý nghỉ ngơi và được chăm sóc. Tôi sẽ đi gọi những người hầu để họ đưa bà về phòng mình. Nhưng Marianne đã đứng dậy trên những chiếc gối, nơi nàng đã trải qua hàng giờ, kéo chiếc chăn theo về phía mình và phủ lên chân. Không có vấn đề, tôi trở về căn phòng không nhìn thấy gì hết. Tôi ở lại đây, Sullivan. Vì chuyện chúng ta sẽ làm, tôi sẽ nói với ông, chúng ta sẽ chờ. Sớm hay muộn, Jason phải qua đây để về nữa. Ông ấy có thể đi qua vào ban đêm. Chắc chắn đó là điều ông ấy sẽ làm. Ban đêm và tắt hết đèn. Có thể, nhưng tôi chắc chắn một điều là anh ấy không thể đi qua mà không dừng lại. Chúng ta không tìm một con tàu một cách vô ích, ông bạn. Đó là chiếc phù thủy sẽ đưa chúng ta đến châu Mỹ. Jason sẽ làm điều mà anh ấy đã nói. Anh ấy sẽ đeo tàu một nơi nào đó và trở lại tìm chúng ta. Có một khoảng lặng mà Sullivan dùng để xem xét cô bạn. Ngoài mặt nàng trở lại thành chính mình, đôi mắt nàng sáng lên, gò má hồng hào và nàng dường như đã quên nỗi tuyệt vọng lớn đã đánh gục mình vào sáng sớm. Ông không dám nói với nàng điều ông nghĩ về chuyện ra sông dừng lại và hứa nhờ Osman theo dõi thường xuyên về chuyến đi qua. Theo tôi, ông nói, tôi thề rằng chuyến phiêu lưu thất bại của Beaufort không hề làm bà phật ý. Hãy thề đi ông bạn, ông sẽ thắng. Không chỉ nó không làm tôi phật ý, mà tôi gần như cảm thấy biết ơn đề đốc Maxwell. Thì chăng đường ra sông, có lẽ ông ta là công cụ của số mệnh, nhưng ông ta đã phục vụ rất tốt cho tôi.